Ngày 27 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Minh An, sinh năm 1998, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 21 tháng 5, An rủ Đặng Hoàng Phong, sinh năm 2006, ngụ xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, cùng một số đối tượng khác mang theo nhiều dao tự chế và hai khẩu súng đi tìm một người tên Thương để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Khi đến khu vực nhà của Thương tại khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, do không biết nhà nên nhóm của An đi vào trong hẻm tìm, thì thấy anh Lê Thanh Phong, sinh năm 1989, ngụ phường Thành Phước, thị xã Bình Minh trong nhà. Lúc này, An và những người trong nhóm tưởng anh Phong là Thương, nên An đã dùng súng bắn trúng vào tay phải của anh Phong gây thương tích. Biết mình đã bắn nhầm người, nên nhóm của An nhanh chóng rời khỏi và tiếp tục đi tìm Thương. Trên đường đi, nhóm của An đã dùng dao chém làm vỡ kính cửa sổ của một nhà dân và tiếp tục dùng súng bắn vào một quán nước gần đó làm nhiều người hốt hoảng. Công an thị xã Bình Minh đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tạm quản xuất cảnh đối với Đặng Hoàng Phong để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.